Xin chào các bạn, mình và các bạn lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở phần 3 của chuyến hành trình xuyên thành phố từ Bataru tới Lafayette nha. Các bạn chờ mình có lâu không? Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục lên đường cùng với mình nha. Không biết là có ai nhìn thấy giống như mình không, chứ mình vừa nhìn thấy một cái lốp xe nó nằm ngay bên đường ấy. Cũng hên ấy, là nó nằm ở đó từ lúc nào ấy. Chứ nếu không là xe mình cũng bị tổn thương một chút rồi đấy. Mỗi lần mà đi chơi xa ấy, thì cũng có cái thú vị riêng, nhưng cũng cần phải hết sức cẩn thận ấy. Nhất là với mấy cái anh mà cao to, đẹp trai, trắng trẻo bên kia đó, bên cái lem trái mình vừa thấy á. Mình cũng né xa. Mấy cái anh đó là nguy hiểm lắm. Ỷ mình to, khỏe, giàu, dài, di chuyển bằng 18 bánh, rồi chạy với tốc độ 55 mai, tức là khoảng 88 km một giờ. Xe mấy xe đó là chuyên chở hàng nặng là đi xuyên bang ấy. Không biết mấy anh ấy thả thính kiểu gì, chứ thả thính kiểu đó thì chắc là các anh ấy cũng ế dài dài. Mình cũng từng xuyên bang, nhưng mà mấy lần ấy là do ham vui, cho nên là về tối thì mình thấy là cực kỳ là nguy hiểm. Lại nhắc tới mấy cái anh mà cao to trắng trẻo nhưng mà lại chảnh đó thì nên là lại chạy ngông cuồng nữa. Còn xe của mình thì lại thấp bé nhẹ cân, cho nên là rất dễ rơi vào cái điểm mù của mấy cái xe đó. Có một lần tụi mình đi xuyên bang về tối ấy, thì xe của mình ấy, là chỉ được phép chạy là 60 mai một giờ thôi. Tức là khoảng hơn 90 km. Cho nên là xe mình đang giữ cái lên trái, thì cái xe truck nó đi chậm hơn, là nó đi khoảng 55 mai, tức là khoảng 88 km một giờ, thì nó lại đi lên phải. Xong tự nhiên nó cắt ngang cái đầu xe của tụi mình. Mình thì hốt hoảng, còn bác tài của mình thì tay lái lụa rồi, cho nên là bác ấy chấn tĩnh rất là nhanh. Đó, cái xe này này, bác ấy chấn tĩnh rất là nhanh và bác ấy đánh ngay cái tay lái sang bên trái để xe của mình không hút vào cái xe đó. Nên rồi bác ấy giảm tốc độ rất là lẹ, rồi lách lẹ về phía cái làn mình đang chạy á. Và từ đó trở đi là tụi mình dặn lòng là lần sau vui thôi, chứ không vui quá. Về thì về sớm, mà về ban ngày thì nó sẽ an toàn hơn. Đó, chiếc cầu của mình đang đi này á, nó có cái tên là cái cầu mà chạy qua đầm lầy á. Thì cái cầu này á, là nó dài 18 dặm, cũng là khoảng 29 km. Được chạy ở trên cao giữa Bataru của mình với lại là tới Lafayette. Thì mà khi vượt qua cái con sông hay là cái đầm lầy này á, thì bằng một cái chiếc cầu này á, là một kỳ tích tuyệt vời luôn. Nó được xây dựng vào đầu những năm 70 và nó mở cửa vào cho công chúng đi lại vào năm 1973. Cái cầu lưu vực này á, thì được gọi là cái cầu tưởng niệm trên không của Louisiana trên cao tốc số 10. Và năm 1989 ấy, thì được đổi tên thành cầu tưởng niệm của không quân Louisiana, là để vinh danh cho sư đoàn không quân 82 đó, tại Louisiana này ấy. Nó gồm hai cây cầu song song, mỗi cây cầu ấy là một hướng lưu thông đấy, các bạn có nhìn thấy ấy, là hai là nó đấy, mỗi cầu là một hướng, dài thứ hai trên hệ thống xa lộ liên bang. Lúc trước là mình cũng nói là có một cái cây cầu ở cái phần 2 á, là nó chạy qua cái con sông Mississippi đó ấy. Thì cái con sông đó là nó chạy qua rất là nhiều cái nhánh sông nhỏ, mà trung bình hàng năm ấy, thì nó phù sa bồi đắp sông này là làm gia tăng diện tích thêm vài km. Trong vòng vài ngàn năm qua ấy, thì cái sông Mississippi này ấy, đã bồi đắp hơn 28.000 km đồng bằng. Phần còn lại thì sấp xỉ hay là thấp hơn mực nước biển, tạo thành cái vùng đất ngập, đa số là cái vùng đầm lầy này này. Mà cái vùng đất ngập mà thuộc Louisiana của mình ấy là khoảng 1,2 triệu hecta, chiếm tổng số là 40% vùng đất ngập của Hoa Kỳ luôn.
đây là cái vùng đất trù phú tài nguyên về dầu mỏ này, về khí đốt, về nông nghiệp như là lúa, mía, bông vải và hải sản nữa. Hải sản thì gồm có tôm, cua, cá, sò. Sò thì có 60 loại sò luôn, rất phong phú đa dạng sinh học. Cũng gồm 260 loài cá, loài trên dưới 300 loài chim. Cái đầm lầy này á, mình thấy cũng mình thấy người ta nói là có rất là nhiều loại cá catfish ấy, và có một cái loài tôm là crawfish ấy, là ở Việt Nam mình gọi là tôm đất ấy. Ở đây thì còn có cả cá sấu này, có cả loài gấu đen của Louisiana nữa. Cái đầm lầy này rất lớn, nó cũng diện tích của đầm lầy lên đến khoảng 2,410 cây số vuông. Mình cũng tìm hiểu thì thấy nước ở trong đầm ấy thì có lúc nhiều lúc ít, nhưng mà nước đọng vũng thì không chảy đi đâu như là sông hay là lạch. Cái đầm lầy này là rất vắng vẻ, cũng ít ai định cư ở đây lắm. Mỗi lần mà đi như thế này á thì chỉ tội bác tài thôi, bác ấy phải tập trung lái xe, còn mình á thì rất là hên, rất là vinh dự là được ngồi ngắm thoải mái. Mình mỗi lần đi như này là mình cứ hay nghển cái cổ lên là mình nhìn dưới phía chân cầu ấy, là mình cũng thấy có một từng đoạn ấy cũng có một số xe nó dừng ở dưới chân cầu ấy, xong rồi đó đấy, nó kéo, xong rồi những cái xe đó là họ kéo những cái thuyền đi câu ấy đó, xong họ tới cái đầm lầy này là họ câu này. Mình ngồi bên cạnh cho nên là mình, nhiệm vụ của mình là chỉ có quan sát xung quanh. Đó, lúc thì nhìn bên phải, lúc nhìn bên trái, lúc nhìn lên, lúc lên nhìn lên trên, lúc nhìn xuống dưới. Trong vòng có 3 năm thôi mà cây cầu này đã được xây dựng xong. Đó, mà đấy dòng sông ở dưới đấy các bạn đó, nhiều khi đây này, chỗ này này, nhiều khi là mình hay nghề cái cầu lên, mình thấy có một dãy xe để xuống dưới luôn, rồi bắt đầu là mấy anh ấy để xe đó, là mấy anh ấy thả thuyền đi câu lang thang ở trên cái con đầm này. Đây các bạn thấy không đó, mà chỉ trong vòng có 3 năm thôi mà cây cầu này đã được xây dựng xong. Qua thời gian các bạn thấy không, là cái cây cầu này đấy, nó được bên trên thành của nó được phủ những cái màu rong rêu, nhìn rất là cổ kính, rất là đẹp. Mình cũng vài lần mà được đi qua cái cây cầu này á, mà lần nào mình cũng cảm giác thấy ngỡ ngàng luôn đấy. Các bạn thấy không, cây cối ở bên ở cái xung quanh cái đầm lầy này thì nó dày đặc luôn. Ở Louisiana của mình ấy, đó là do cái con qua thời gian đấy thì nó tạo lên cái đầm lầy này. Cho nên là chỉ có Louisiana mình thôi, là mình tìm hiểu là cũng có một cái cây cầu này á, là dài sau cái cây cầu đó. Cây cầu này á, là 18 mai, còn cái cây cầu kia là 24 mai luôn. Mà cây cầu đó thì mình cũng được nhìn trên hình ảnh rồi, là xung quanh nó cũng không có cây cối, nó không có cái cây cối nhiều như ở đây đâu, còn cây cầu này á,
thì đó là xung quanh đó, các bạn nhìn thấy đó, là nó có cây cối ở hai bên đó. Các bạn cũng biết là cái xe mình là đi trên cầu là các bạn thấy cái độ cái hình ảnh ấy, đó là nó không có nó bị di chuyển, nó bị đó là do cái cầu này nó xây là nó thiết kế như vậy, cho nên là mình cũng bị lắc theo nó luôn à. Cho nên là cái mỗi lần mà quay camera đó thì nó không bằng mình quay ở trên đường. Trên đường thì đi nó mượt mà hơn, còn đi trên cầu này thì mỗi lần đi là đó là mình hóa, với lại mình dơ cái máy quay của mình ấy lên cao đó để mình nhìn thấy rõ là hai cây cầu này, rồi thấy cái dòng sông nó ở dưới nữa, rồi nhiều khi bắt gặp cả những mấy cái thuyền đi câu nữa. Các bạn cũng thấy đấy, là xe chắc rất là nhiều, mấy cái xe chắc 18 bánh nó rất là nhiều đó. Rồi đấy, mình lại bắt đầu quay lại ngó nghiêng sang bên này, ngó nghiêng sang bên cái sông, cứ ngó bên nào ngó bên kia đó. Cái lúc này là mình giơ cái máy quay cao lên để mình nhìn thấy cả cái hai bên cầu luôn, nó chạy song song như thế nào, rồi thấy cả cái làn nước ở dưới ấy, mình rất là thích đó. Đó, đó các bạn có nhìn thấy không? Đó, mình thấy ở bên đó mình chạy rất là nhiều cái ô tô đó, các bạn thấy không? Ô tô bên tay trái ấy, bên dưới cầu ấy, đó rất là nhiều, một dãy luôn. Dạo này cũng đang trong cái mùa dịch nữa, cho nên là người ta cũng thích đi câu nhiều hơn, không được phép tới chỗ đông người, không được tụ tập, cho nên là rất nhiều gia đình á xách xe tới đó đi câu đó. Các bạn thấy đó, là mình phải giơ cao cái máy quay lên để mình nhìn thấy rất là đẹp, ngỡ ngàng luôn á. Thì là mình thấy rất đẹp, và mình cũng thấy tiếc. À, các bạn có nhìn thấy cái biển số ở bên tay trái đó, nhiều khi các bạn nhìn thấy số 55 với số 60 á, đó là 55 mai á là dành cho cái xe truck á, còn cái xe của mình đây á là xe này là 60 mai á. Họ cũng để những cái biển chỉ dẫn ấy. Nhiều khi đi ấy, là cũng phải quan sát những cái biển đó, ví dụ còn bao nhiêu mai nữa thì tới nơi, tới chỗ đâu, tới cái điểm mà mình cần tới, rồi cái giới hạn tốc độ là phải chạy bao nhiêu. Rồi các bạn cũng có thấy là cái bên phải đấy, bên phải mình ấy, lại có một cái lề, có một cái len nhỏ nhỏ bên trong ấy. Đó, cái len đó cũng là cái len khẩn cấp đấy, cái len khẩn cấp chứ không phải là mình bình thường mình thích đi là mình dừng đâu. Cái đó mình không được phép dừng, mà mình chỉ khi nào mình khẩn cấp thì mình mới được thôi. Đó, đây là con sông này, con sông nó có cái tên như vậy đó. Con sông này nó tạo nên cái đầm lầy này, cho nên là đó, một chút thuyền câu. Mấy anh xe truck đó, các bạn thấy không? Đó, cái xe truck này là nó chạy xuyên bang á để lưu thông hàng hóa đó. Nhiều khi có chạy lúc có lúc hồi thì chạy ngày, hồi chạy đêm cũng tùy, rất là nhiều. Mấy anh xe truck đó. Mấy anh ấy đi chậm cho nên là mấy anh phải đi len trong, còn xe mình ấy đi nhanh hơn thì mình được phép đi len ngoài. Đó, mình đi len ngoài xong tới một cái mức nào đó ấy, mà mình cảm thấy ok ấy, thì mình lại đi vào len bên trong. Đó, mình cảm thấy mà mình không muốn đi nhanh nữa thì mình lại đi vào cái len bên phải này, mình lại nhường cho cái xe mà có những cái xe mà nó chạy vượt quá cái tốc độ cho phép, nghĩa là bình thường là 60, nhiều khi nó chạy 70, 80 cũng có, nhiều xe chạy 100 cũng có, nhưng mà những cái xe đó rất là ít, đa số là đấy, thì mình sẽ nhường, mình đi vào cái len trong để nhường cho mấy cái xe chạy nhanh hơn thì nó đi, hoặc nó cần vượt thì cho nó vượt. Bây giờ mình lại đi ra len ngoài.
Rồi hết cây cầu rồi đó các bạn. Nó cũng có biển báo cái kia đó, biển báo bên kia là cây cầu này là đã hết cây cầu 18 mai rồi đó. Các bạn thấy đất xung quanh thấy rộng không? Đó. Ở đây đất rộng lắm. Đất này cũng là đều là đất có chủ rồi đấy. Hôm nay các bạn trải nghiệm cùng với mình thấy như thế nào? Các bạn cũng có thấy ngạc nhiên, có thích thú với cái cây cầu dài 18 mai này không? Mà được chỉ được xây dựng mà chỉ được xây dựng được trong vòng có 3 năm thôi đó. Các bạn thấy chuyến hành trình này thế nào? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu bạn nào thích thì hãy đăng ký kênh của mình để đón xem những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần 4. Mình sẽ cùng tới bến tàu tôm của Lafayette nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ và tràn đầy sức khỏe.